Thưa quý vị, khi mà
là các bạn võ sinh mà dàn trống riêng phải có mà thật là nhiều nhà những động tác đi theo những tiếng trống. Và chúng ta có thể thấy là các bạn võ sinh của Thanh Minh Vũ đã làm được điều đó khi mà những tiếng trống đó lên thì chú Linh biểu diễn rất là nhiều nhà theo động tác và tạo nên sự sống động cho chú Linh Hải Nam. Thank you.